Thời gian qua, mặc dù ngành giáo dục đã chủ động trong việc tuyển dụng, điều chuyển, phân bổ, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đảm bảo cho công tác dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhưng vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên tại các trường mầm non và phổ thông. Nhiều cơ sở giáo dục có đủ biên chế nhưng thừa giáo viên bộ môn, thiếu giáo viên chuyên ngành như âm nhạc, mỹ thuật và thiếu giáo viên theo biên chế nhưng thừa giáo viên ở một số bộ môn. Điều này cho thấy chưa có sự đồng bộ, hợp lý về số lượng và cơ cấu giáo viên ở từng cấp học, trường học, môn học trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo hiện nay, toàn tỉnh cấp mầm non thiếu 297 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 538 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 436 giáo viên, cấp trung học phổ thông thiếu 136 giáo viên. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng theo biên chế được giao chưa đảm bảo. Số lượng giáo viên tuyển dụng được rất ít so với nhu cầu như huyện Đức Hòa. Qua hai đợt tuyển dụng năm 2021, huyện chỉ tuyển được 77 trên 409 chỉ tiêu, đạt chưa đến 19%. Huyện Cần Giuộc chỉ tuyển được 86 trên 308 chỉ tiêu, đạt chưa đến 28%. Ngoài ra, hiện nay nhiều trường học cũng thiếu nhân viên, đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các cơ sở giáo dục. Toàn tỉnh còn thiếu 744 nhân viên trường học các cấp như nhân viên kế toán, y tế, văn thư, thư viện, nhân viên thiết bị, công nghệ thông tin.